định thời điểm đánh lái khi chúng ta rẽ trái. Trường hợp thứ nhất, khi chúng ta đi lên và đường trống trơn như thế này, không có chiếc xe gì hết, hoặc là đường cũng rất là rộng rãi như thế này, anh chị mình có thể để là gương ngang với góc lề của chúng ta. Bên trái chúng ta sẽ đánh lái sang bên trái. Anh chị cũng đánh khoảng một vòng lái thôi, và chúng ta sẽ vượt qua một cách chính xác, an toàn và không có lấn đường của chiếc xe ngược chiều. Trường hợp thứ hai, đường hẹp hơn hoặc có chướng ngại vật ở phía bên trái, thì anh chị mình sẽ đi như thế nào? Chúng ta sẽ đi lên. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi quá hơn một chút xíu, có nghĩa là không để gương nữa, chúng ta có thể để vai ngang với góc luôn, chúng ta mới lấy lái. Nhưng trong trường hợp này, anh chị mình lấy lái, anh chị hãy lấy nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta lấy hơn một vòng lái là chúng ta sẽ cua qua nhanh hơn. Như vậy, anh chị lưu ý điều gì giùm em? Nếu như trong trường hợp đường trống không có vật cản, chúng ta được quyền lấy lái sớm hơn, nhưng chúng ta sẽ lấy ít hơn. Còn trong trường hợp mà có chướng ngại vật, mà chúng ta lấy lái sớm nó sẽ bị vướng, thì anh chị mình sẽ lấy lái trễ hơn. Anh chị mình sẽ lấy lái trễ hơn, nhưng chúng ta sẽ lấy lái nhiều hơn. Đó chính là cái cách để xác định thời điểm đánh lái khi mà rẽ bên trái.